mọi người hôm nay sẽ lên video cho mọi người cách đóng hàng thành phẩm đi đơn làm sao không bị bẹp và móp nha. Đầu tiên trước khi đi đơn bó hoa thì chúng ta cần một chiếc túi bóng kính để bọc thành phẩm lại như thế này đây ạ. Chúng ta sẽ dùng túi bóng kính khoảng cỡ là 40x70 nha. Và sau đó chúng ta sẽ dùng ghim và cố định lại. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một chiếc thùng có chiều dài là 70cm làm sao cho vừa bó hoa vào nha. Để cho bó hoa nó không bị quá rộng và quá chật ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây kem để buộc cố định bó hoa vào đáy của thùng hoa như thế này đấy ạ. Để cho bó hoa có thể được giữ trong thùng chắc chắn hơn. Mỗi đơn hàng đi của bên em thì mọi người sẽ nhận kèm theo một tấm thiệp như thế này đấy ạ. Và sau đó chúng ta đóng hàng lại bình thường thôi nha. Sau khi dán xong thì bên em sẽ dán bốn mặt thùng là những tờ giấy ghi chú bó hoa dễ bẹp như thế này đấy ạ. Và tương tự với những bó hoa khác, mọi người cũng có thể làm như vậy nha. Đối với bó hoa thỏ như thế này, chúng ta có thể làm tương tự như vậy, hoặc là không cần dây kẽm để buộc nha. Và chúng ta chỉ cần đóng làm sao cho nó vừa, không bị rộng quá và cũng không bị chật quá, thì đơn hàng đi sẽ được nguyên vẹn nhất có thể ạ. Nên là mọi người yên tâm khi đặt hàng của bên em nha.